chừng quà. Cuối cùng có mình con đẩy cũng chết luôn. Đại, à, mua đẩy chưa? Không. Đảo sao hồi nhỏ. Sao hồi nhỏ chơi gì được hay vậy ta? Nhỏ vậy mà khoái chơi á. Lần rồi. Không có, té có một lần rồi, còn mấy lần chưa bị trợ chứ không có té. Cả 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 hai một rồi. Lần. Bữa một lần bên thầy bảy một lần nghe đầu cầu. Không, bên thầy bảy là tại bữa đó thầy bảy bên bông bùng. Mà có té. Nói chung là nó trời mưa cái là nó trợt mà các bạn thấy nguyên cái con đường mà từ đây lên tới lộ luôn. Mà rong nhiều lắm. Nhà nhà ai nấy rải thì nhà mình cũng rải luôn. Đi 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 đi, đi đưa. Qua đẩy đi qua, qua đẩy đi. À, đây là voi gãi như vậy nè các bạn, là voi nó là voi gãi xuống nó nóng nó rồng nó chết. Qua đẩy xe đi, đi qua, qua đẩy xe ngược á, qua đẩy xe ngược á. Đừng chừa chỗ nào hết ạ. Hôm nay là ngày nào cũng mưa hết, đi không có đi được. Trơn. Này đi té lợi mới họng luôn á. Trong xóm mình là hầu như là ai cũng có bị trợt bị té hết trơn. Mùa mưa là nó lên vậy nè. Kinh khủng. Thiệt luôn, tối chạy xe mà không dám chạy luôn á. Ban ngày ba cũng không dám chạy chứ không chi tối. Chiều mà sụp á. Mỗi lần chị biết gì không? Mỗi lần chở tông ba là tâm lý dữ lắm. Cái dồi này nè các bạn. Gãi xuống cái rồng nó ẩm ẩm á, cái nó nóng lên, nó nóng sôi lên cái rồng nó chết. Chết rồng. Vậy cái này dính người mình có sao không ta? Không. Cũng sức mẻ gì chứ. Chỗ này nè, chỗ này nè. Giờ mình rải cái con đường nhà mình từ đây ra ngoài đi, rải. Ví dụ rải xong còn dư thì mình đi ra đường mình rải nữa. Trời ơi thiệt luôn á, tâm lý dữ lắm luôn. Mỗi lần mà trời mưa là không dám chạy xe, muốn xuống dắt bộ luôn. Mà tới nỗi dắt bộ cũng không dám dắt luôn á. Thắng lại thì không được. Ừ, mà chạy tới thì cũng không xong. Đâu? Chỗ này nhiều rong nè. Ngay cua nè. Nhưng mà ngã ngay cầu nhà mình á, ngay đó là khúc ghê nhất á. Ừ. Khúc nó tạc hoài luôn á. Đường đan nhưng mà nó không sình thôi chứ mà nó cũng nguy hiểm nè. Cái dồi này nè rải vô đất á các bạn, vô dừa vô bưởi rồi nó cải tạo đất, nó diệt mấy cái vi khuẩn á, cũng tốt nữa. Mà tiền nó đi nhanh dữ. Thụt 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 quá. Đâu? Cái bào này mình mua 30kg 70 ngàn. Cũng rẻ chứ không mắc. Cái gì? Cái, ừ, chặt đi qua. Giống như cái phân vậy. Giống như thương thương hơi nhiều quá không đủ à. Chị đủ chứ, từ quá. Đây ra ngoài ngay ra tới đầu cầu là hết rồi mẹ ơi. Muốn hả? Ủa? Còn tới cầu hay bãi lận. Ừ mà nó còn nhiều lắm, trong bao này còn nhiều lắm. Cái bao này ta không có bán lẻ, người ta bán chẳng không. Vô lấy cái nón coi, bỏ quên. Tại biết sao không, khô ra hư á. Ừ. Giống xi măng vậy hả ta? Ừ. Ừ, giống xi măng vậy. Nó
giống xi măng nó gặp nước đi. Ai biết? Giống xi măng nó gặp nước cái nó chết, nó gặp nước nó nóng cái nó. Gông nè một lớp luôn. Thì coi luôn á. Thì cái này mà trời mưa ra tụt ba tên cũng đã. Nó có điều hơi bể để đầu nha. Gãy răng luôn. Ừ. Ăn nó đi là nó đi xa dữ lắm á. Mòn đít luôn. Ô, làm gì được nè. Không, còn không thì bỏ vô cái rổ rây á tiền. Ừ. Cái cà rây, là đều luôn á. Hình như ra số năm nào mà mưa cái gông cũng mọc lên vậy hả chị ba? Ừ. Năm mà nếu mà xây cái đường á, mà cái đường đan mà không láng á, thì chạy á, nó dễ bị lỡ đường hơn. Hả chị ba? Ừ, cái đường. Nếu mà tráng mà... không láng nó lòi đan, nó lòi đá lên á. Lòi đá là dễ bị hư. Dễ bị hư đường. Mà nếu mà tráng chỗ láng luôn thì mọc gông. Ừ. Mà sao nhựa đường nó không mọc gông đó ta? Mọc gông vậy nè, đi té chết luôn á. Mà hả? Nhựa đường nó không mọc gông. Nhựa đường đâu láng đâu. Với lại mấy cái với đường xi măng là mà gông nó mọc có xi măng không à. Cái đường mà lớn lớn đâu có ai đâu mà gắt voi, tại vì đường công cộng mà đâu có ai rảnh. Nhưng mà cái kia là nhựa, gông nó đâu có mọc được. Cái đường 2 mét ở ngoài 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 cũng không ai rắc, cũng rong không nè. Ừ, đường 2 mét ngoài cũng sợ, qua chạy cũng sợ nữa. Đường nhà ai nó gắt à, chứ còn đường công cộng cũng không ai gắt nữa. Quái xe qua la không mùa hỏi nhưng nãy giờ cảm thấy cái nóng cái tay rồi đó. Biết sao nóng không? Tại vì chà ma thoát á. Không phải. Cái tay đeo vào tay xong rồi nó hầm cái tay nó nóng chứ không phải là do roi. Đó tới tới ngoài cái cầu này là hết đường nhà mình nhưng mà mình còn dư mình rải cho tới cầu của chú Quải luôn các bạn. Xúc 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 lên. Đâu chết. Không biết voi này làm bằng gì là đá voi hả? Không biết đâu. Không, này làm cắt quả chắc á. Chị ba biết mẹ nói gì không? Chị ba. Voi, voi đá, voi xay nóng. Chị ba. Xe ô và dolomit. Hả? Mẹ nói á. Voi này chắc của ông Dũng là voi quá. Ủa phải không? Ai biết? Phải voi này của ông ạ. Phải voi này của ông Dũng là voi không chắc vậy quá à. Mà ông sản xuất voi hả? Voi sơn tường hay gì mà. Không, voi này là voi bột chắc rồi mình không biết cái cầu này nè, gãi nhiều lên đừng có đừng có sợ, cái cầu này nè gãi nhiều lên đừng có sợ hao hao là mình té lòi mình hỏng luôn á. Té là phải lòi bằng họng, còn không lòi bằng họng không được phải không? Ừ. Tư. Nè, gắt lên trên luôn. Nè, gắt lên trên cái thành cái cầu này nè. Thành cầu ai đi đâu anh đây mà gắt. Nhưng mà nó lay xuống, phải không? Cỏ vậy đó, nó lay. Thôi, nhìn gắt nguyên con đường nó thấy sạch sẽ rồi đó. Ôi, hồi nữa nó gặp mồ hôi nó mới nóng á. Không? Nè. Trời ơi. Phải là bữa vậy nè. Nè. Nè, cái dấu bánh xe, cái hẹn gì nè. Bữa, bữa bữa tôi ra là qua nhấc lên rồi. Là qua ngã vậy nè. Nè, cái qua trạc hơi hơi, cái qua nghiêng qua đây là qua ngã xe ra đây. Cái qua mấy dắt xe qua đứng dậy. Ủa sáng sao ta? Cái qua sụt lại cái qua ngã bên đây. Ừ, cái qua sụt không biết dắt kiểu gì mà sụt lại cái dướng. Nói chung á, là qua này đã nằm thể lai ở ngoài đây rồi.
ra con nấm đậu con lôi vô. Nói chung là hôm qua nó đã đo đường được cái đường này rồi. Cha đường. Ông cha ông mận cái cây cầu này mà ông còn chưa biết cái cầu này dài nhiêu nữa. Ừ, hôm qua nó đo cây cầu rồi. Nhiêu quá. Trời ơi, con là con học dân con té đỡ được chị Tư hồi đó chỉ đi 9 mét. Chị cầu này như 9 mét. Nè, hồi đó chị Tư chỉ đi học bằng xe đạp về mà chỉ còn lật cái dũng. Chạy lên cầu này mà chỉ còn lật cái dũng. Đâu ai biết không, mình con biết rồi. Mất cây son á. Mất cây son 50 ngàn hồi đó. Hồi đó thì cây son cái này đâu ra 50 ngàn. Cây son 50 ngàn mà nhiều. 15 ngàn ha. Ủa vậy hả, mấy 50 mà. Son thì mội. Ừ. Cái bữa sau lại chị kêu ra kiếm cây son thì chị. Thì có không? Có, mà nó trâu xuống kia á. Trời ơi. Gì lùm lên xài tiếp hả? Cây son á, loại bóng đèn đỏ đỏ chút xíu vậy nè. Ừ. Biết cây son đó, biết cây son xí mội đó rồi. 15 ngàn. Rồi ba không có xài. Đẹp. Không sợ rong nữa rồi đó. Nè các bạn coi nè, từ đây qua tới cái cầu của chú Bảy. Mà từ ngay trước cửa thì cầu chú Bảy đi lên tới cái cầu trên kia thì chú Bảy có rải rồi. Đi khúc chú Bảy thì không sợ. Nhưng mà cái khúc này rải thì nó ngán liền á. Ngám liền phải không ạ? Rải cái là mẹ mình đi ngám liền. Mấy đứa chạy xe là ngán. Rồi. Nhanh lắm. Còn hôm qua hôm nay 3-4 bữa ngày nào cũng có áp thấp nhiệt đới hết trơn. Cũng có mưa hết trơn. Ủa phấn bản có phải làm bản này không? Có phải. Cái gì? Phấn nó nhẹ hơn này mà. Cái này thì gãy hưa ra chút nha tiền. Để hết á. Không đủ à. Còn tới nửa bao luôn mà. Gãy ít thôi. Không đủ à. Cũng như cái cỏ gì mình hót to. Mình hót to biết thì gãy. Mốt cái mình không ấy cái mốt mình hót tiền. Ủa mốt mình hết do cái mình đi hót to mình gãy cũng chết nữa. Qua mà hút phá không à. Nói chuyện không được à? Ừ. Nói chuyện mà cười lắm. Trời ơi, chết vô kìa. Chết mấy cái của em bãi đi. Đâu cái em xả kìa. Cái này giải ra cây được mà. Gọi đưa tiền, rồi xích xuống tiền, đừng gãy nhiều quá. Qua đi qua về. Ê, khoan cho ba nhảy lên. Trời ơi, chỉ như con heo coi chừng con dao, kìa con cầm dao lên. Vô. Ra đi để tao đẩy cho, cầm dao đi để qua nó xèo nó đẩy. Vô. Hồi nhỏ chơi vậy nè. Ừ. Chơi vậy nè. Xong rồi ụp vô, ụp mặt vô một trúng đáy nè. Rồi qua lên không? Qua lên không? Rồi giờ thấy xuyên qua. Cuối cùng có mình con đẩy cũng chết luôn. Đại ngà, mua đẩy cho. Không. Đảo rồi sao hồi nhỏ. Sao hồi nhỏ chơi vậy được hay vậy ta? Nhỏ vậy mà khoái chơi á. Ha ha ha.
này nè, chắc không đâu đây nè. Nó còn dư một miếng voi, cái tiền gắt vòng vòng cái sân nhà mình này các bạn. Nè. Ủa, hồi tối nằm mơ thấy mẹ đốn mấy cây này hết rồi. Sao giờ nó còn? Thôi giờ chị em mình rắc hết cái thềm ba dưới ngay trước cửa này nữa là xong đó các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video của mình nha. Xin chúc các bạn có một ngày thiệt là vui vẻ.